Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép được giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp này sản xuất 2020 nhé, em đang bán cho anh em với giá như nào, và giới thiệu luôn cho anh em về các tính năng và option của chiếc xe này. Thì em sẽ giới thiệu cho anh em một cách chi tiết nhất và cụ thể nhất nhé. Đầu tiên về phần giá xe, giá niêm yết con Santa Fe máy dầu bản cao cấp này, giá niêm yết nó đang là 1.245.000.000 ạ. Nó cũng là giá áp thuế luôn ạ. Còn giá bán của đại lý chúng em thì em đang bán cho anh em là giá bao nhiêu ạ? Em đang bán cho anh em là 1.192.000.000 ạ. Thị trường thì con này em thị trường các đại lý khác người ta đang bán với 1.195.000.000 đến 1.2 tỷ. Thì đại lý chúng em đang bán cho anh em là 1.192.000.000 nhá. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì anh em cứ gọi điện cho em qua số điện thoại ở góc dưới bên trái màn hình đấy ạ. Đó, để em sẽ tính cho anh em một cách tổng chi phí lăn bánh cho anh em bao nhiêu, để anh em có dự trù về kinh tế của mình xem có đủ hay không. Ok, tiếp theo đó chính là cái tính năng option nào thì em sẽ giới thiệu cho anh em. Đầu tiên đó chính là mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng của nó vẫn là mặt lưới ca lăng hình lục giác dạng thác nước. Nó vẫn sử dụng ngôn ngữ của Hyundai khá là lâu rồi, nhưng mà nhìn nó rất là hiện đại và sang trọng. Đầu tiên mặt ca lăng ở trước chiếc xe này thì là viền xung quanh nó là mạ chrome. Đằng dưới là mạ chrome dạng đen bóng. Chrome của chiếc xe Santa Fe bản cao cấp và bản đặc biệt nó rất giống nhau. Nó nhược điểm của nó đó chính là rất dễ bị ố đằng này đấy ạ. Mặt này nó rất dễ bị ố nhé. Đấy. Những ưu điểm của nó là rất là sang trọng. Đó. Đây, giới thiệu cả anh em về cụm đèn phía trước. Cụm đèn phía trước của chiếc xe Santa Fe bản cao cấp giống như bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn, nó đang đặt phía dưới, nhìn cũng rất sang trọng. Cả đèn cốt lẫn đèn pha, nó sang đèn full led, cả đèn cốt lẫn đèn pha. Đấy. Nó viền xung quanh nó là mạ chrome, nhìn rất là sang luôn nhé. Đấy. Giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm. Đèn gầm thì nó là đèn halogen phản xạ đa hướng thôi, nó cũng không có gì nổi bật cả, nó khá là nhỏ. Giới thiệu anh em về cụm đèn phía trên này, gồm các đèn măng tét và đèn led ban ngày. Đấy ạ. Đó, nó khá là nhỏ nhưng mà nhìn rất là sang trọng nhá. Đằng trước này thì nó đã có còn cảm biến, có 4 cảm biến góc trước đấy ạ. Đấy nhá, 1 2 3 và 4 đấy ạ. Được chưa? Đấy. Về mặt cản trước, đằng trước thì được cái hốc gió đằng trước này nhìn rất là to bản, giúp cho xe cảm giác nó sẽ sang trọng hơn, thoát gió tốt hơn và chống được các cái cản gió rất là tốt. Ok, giới thiệu anh em về phần sườn xe của chiếc xe Santa Fe này thì có gì không ạ? Phần sườn xe của chiếc Santa Fe bản cao cấp này thì là vẫn được dập nổi rất là nhiều và rất cứng cáp, tạo cho chiếc xe cứng cáp hơn và cũng hiện đại và rất là chắc chắn ạ. Đó. Phần sườn xe của chiếc xe này thì là có được thanh nẹp chrome. Thanh nẹp chrome sáng bóng mà rất sang trọng luôn, nhưng mà vẫn nhược điểm như lúc em đã nói với anh em, đó chính là rất dễ bị ố. Giới thiệu cả anh em về phần bánh xe. Bánh xe của Santa Fe máy dầu và máy xăng bản cao cấp đều giống như nhau, đó chính là vành đúc hợp kim nhôm, vành là vành 19 inch nhé. Đó, nhìn rất sang, rất to bản luôn đấy ạ. Phanh đĩa cả 4 bánh á, treo trước là treo độc lập, treo sau là treo liên kết đa điểm ạ, tạo ra chiếc xe cũng rất cứng cáp và cũng không kém gì phần mềm mại của trên chiếc xe mình ngồi lên. Đấy. An toàn của những chiếc lốp này thì gồm có như là phanh ABS này, cân bằng điện tử xe EBD này, hỗ trợ ESC này, cân bằng điện tử xe ESC này, phân bố lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lên dốc xuống dốc, rồi rất nhiều tính năng an toàn khác. Thì em sẽ giới thiệu cho anh em về video cuối video nhé. Ok, giới thiệu anh em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của chiếc xe Santa Fe bản cao cấp này thì là thứ nhất là gương chiếu hậu là cùng màu thân xe đây ạ, thân màu trắng, màu trắng nhìn rất là sang trọng. Và xi nhan trên gương, xi nhan tích hợp trên gương nó là đèn led ạ. Và gương chiếu hậu ở phần đuôi xe thì nó có thêm cái tính năng là chỉnh điện gập điện nhá, chỉnh điện gập điện, cảnh báo điểm mù, và có cái là cảnh báo người cắt ngang cũng có, và có cả sấy gương nhé. Ok,
giới thiệu cả anh em về phần kính lái đằng này xem là có những gì ạ. Nó đều là được mạ chrome chân kính đây ạ, em cho anh em xem nữa. Mạ chrome màu này sẽ màu sáng sáng bạc này, nó rất đẹp hơn, nó đẹp hơn và nó không bị ố nhé, không như là cái phần kia. Đây tay nắm cửa mạ chrome, phía trên là chrome, ở dưới là phần nhựa. Chrome này thì cũng giống chrome nhưng giống mặt trước là lăng, nó rất dễ bị ố đằng này. Đó. Đây em sẽ sang phần đuôi xe để giới thiệu cho anh em. Phần đuôi xe cũng như vậy đấy ạ. Tay nắm cửa mạ chrome trên cho 4 cánh cửa. Đây ạ, bánh xe sau đây ạ. Bánh xe sau đây nhé. Đấy. Đây, giới thiệu với anh em về trần xe. Trần xe đây ạ. Trần xe của chiếc xe Santa Fe bản cao cấp giống như bản đặc biệt. Thứ nhất là sẽ có giá lóc hai thanh, nhìn nó cứng cáp hơn, khỏe hơn và thoa hướng gió tốt hơn, tránh được cái cản gió rất là nhiều. Và trên cửa sổ trời này thì nó sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama nhé. Đấy. À, nhưng mà nhược điểm của nó em thấy là có chính là có cái anten của nó vẫn là anten dạng cột. Kể mà anten vây cá thì em đánh giá nó tuyệt vời hơn rất là nhiều, nhưng anten nó anten dạng cột thôi ạ. À, giới thiệu anh em phần đuôi xe. Đuôi xe thì nó sẽ có là cánh hướng gió của chiếc xe Santa Fe này. Cánh hướng gió khá là đẹp. Khá đẹp. Đấy. Và trên cái cánh hướng gió này thì nó có có đèn báo phanh trên cao. Đèn báo phanh trên cao đấy ạ. Đèn báo phanh trên cao giúp cho xe mà cùng làn đường với mình, khi mình đi di chuyển thì khi mình phanh lại thì quan sát sẽ dễ hơn, tầm nhìn sẽ dễ hơn. Giới thiệu cả anh em về cần gạt mưa phía sau đây nhá. Nó cũng không, cái này thì nó không có cái cảm biến gạt mưa phía sau đâu ạ. Giới thiệu anh em về phần đuôi xe của chiếc xe Santa Fe bản cao cấp. Thì phần đuôi xe của chiếc xe này em sẽ quay ngang để cho anh em xem nó kỹ hơn. Được dập nổi rất là nhiều và tạo cho chiếc xe cảm giác cứng cáp nhưng không kém gì phần sang trọng. Đó. Đây hệ thống đèn thì nó dạng đó là đèn halogen, dạng đèn LED 3D nhá. Nhìn rất sang trọng luôn đấy ạ. Nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Đấy ạ. Và hai chiếc đèn này lối với nó thanh nẹp chrome từ chân đèn đến bên này và chân đèn sang bên này, tạo ra cái nhường nhìn, cái cảm nhận đó, sự sang trọng hơn và cảm giác xe nó sẽ rộng rãi hơn. Đấy. Đây, bản cao cấp đây nhá. Đây giới thiệu cả anh em về đèn cụm đèn gầm phía sau là cũng là già đèn halogen thôi ạ, được thanh nẹp chrome ở phía dưới này. Đây, đấy. An toàn phía sau thì có những cái gì ạ? Có cảm biến lùi 4 mắt. Đây, cảm biến lùi nhá, 4 mắt nhá và có camera lùi. Camera lùi đấy ạ. Đó. Ok, rồi em sẽ thử mở cốp ra cho anh em xem. Đấy, cốp là cốp điện nhá. Cốp điện có khả năng chống kẹt được. Đây, cốp sau của chiếc xe này thì nó không phải là quá rộng đâu ạ. Nhưng mà khi mà mình có thể hạ xuống được thì nó là cái cốp sau nó rất là rộng luôn. Đây, em sẽ thử hạ xuống cho anh em xem. Đó. Đấy, rất là đơn giản thôi ạ. Chỉ cần giật thôi, hạ xuống. Tạo ra một cái cốp rất là rộng. Anh em có thể làm được. Từ nhà em đã hạ hàng ghế thứ hai gặp được 60-40 và hàng ghế thứ ba em sẽ gặp được 50-50 gặp xuống, tạo ra một sàn phẳng rất là rộng. Đây, em đã thử đặt này ra cho anh em xem nó rộng như nào. Đó, anh em thấy nào? Có thấy rộng không ạ? Rất là rộng đúng không ạ? Tạo ra một sàn phẳng nhá, sàn rất phẳng luôn, mình có thể nằm ngủ được. Người lớn có thể nằm được 3 người, trẻ nhỏ người nhỏ thì có thể nằm được 2-3 người nhá. Người lớn thì có thể 2 người được đấy ạ. Đây, phía sau này thì có mình có thể là có những hàng ghế thứ ba mình có những tiện nghi như sau. Đó chính là có cổng điện 12V này, gập ghế này, đấy, cửa gió này, điều chỉnh cửa gió này. Đó, dạ, cửa gió hàng ghế đây nhá, rất là mát. Đây, phía dưới, bên này cũng vậy ạ, có cửa gió đằng này nhá. Cách mở cốp hay là cách mở cốp thì em có 3 cách mở cốp khác nhau. Thứ nhất là em đã bấm về phía sau này và nút phía sau nó sẽ mở cốp này. Cách thứ hai là chính là mở cốp ở bên ghế lái, thì ghế lái sẽ là có một cái mở cốp này. Cách thứ ba là chính là mình cầm chỉ cần chìa khóa, mình đi đứng gần sau cốp
thì sau tổng khoảng 3 giây thì cốp sẽ tự mở. Nó rất là hay, còn em nghĩ nó hay hơn cả đá cốp. Em về nội thất của chiếc Santa Fe bản cao cấp đây ạ. Nội thất là nội thất màu nâu nhá. Nhìn màu nâu và hợp đàn đặc biệt thì sẽ là màu đen ạ. Thì màu nâu thì nó cũng là có nhìn rất là sang trọng và sự nổi bật về một chiếc xe Santa Fe bản cao cấp. Thứ nhất về giới thiệu anh em về ghế da. Ghế da là ghế da sờ rất là mềm mại, rất mềm rồi nhá. Và ngồi rất là ôm ghế. Và ghế lái là ghế lái chỉnh điện 10 hướng ạ. Ghế chỉnh điện 10 hướng nhé. Đó. Bản cao cấp thì cả ghế lái và ghế phụ thì đều chỉnh điện cả. Ghế phụ chỉnh điện 6 hướng và ghế lái chỉnh điện 10 hướng á. Đây giới thiệu của anh em về phần tay lái. Tay lái của chiếc Santa Fe bản cao cấp thì là tay lái trợ lực điện. Trợ lực điện và được bọc da sờ rất là mềm mại. Đây em sờ rất là mềm luôn. Và sẽ nó có 3 chấu và thanh nẹp chrome ở đây. Nhìn tạo ra chiếc xe tay vô lăng nhìn rất sang trọng luôn. Và giới thiệu anh em này, trên các nút bấm có những cái gì ạ? Có thứ nhất là có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này và rất nhiều các nút bấm khác. Và bên này đó chính là có cruise control và điều chỉnh màn hình hiển thị thông tin. Đầu cruise control là gì? Đó chính là ga tự động ạ. Đây, giới thiệu cả anh em về phần bên này. Nữa nó cái gì nữa không ạ? Đây là điều chỉnh cường độ sáng của màn hình táp lô nhé. Đây là bật tắt hệ thống ESC. Còn đây là khóa V-Sign. Còn đây là mở cốp như em đã giới thiệu anh em rồi. Dạ. Đây, giới thiệu anh em về phần bên cánh cửa này. Bản cao cấp này thì là có cái, nó chính là cái nhớ ghế ạ. Nhớ hai vị trí ghế nhé. Nhớ hai vị trí đấy ạ. Và giới thiệu cả anh em về phần bên cánh cửa đằng này nữa có những cái nút như nào ạ. Như đây là gục gương này. Xe này sẽ là cục gương tự động nhé. Và đều là điều chỉnh mặt gương đấy ạ. Và đây là hạ cửa kính. Thì cái này sẽ là chỉ dành cho ghế lái là sẽ là có tự động lên xuống. Tự động lên xuống nhé. Và đây là có khóa kính là khóa an toàn trẻ em. Mình có trẻ em mình sẽ bấm vào đây cho em ạ. Ok, giới thiệu cả anh em về phần dưới này là có gì không ạ. Nó chính là cái cốp để nước thôi. Nó không phải là quá rộng đâu ạ. Và bàn mặt đằng này em thấy nó có mặt này nhìn rất là sang trọng này. Đấy, nhìn giống vân gỗ đấy ạ. Ok, giờ em sẽ đi vào bên trong để xem cho anh em như nào ạ. Đây, giới thiệu anh em về nội thất phía trong xe. Đầu tiên các mình sẽ đập vào đầu tiên đó chính là cái chìa khóa thông minh. Chìa khóa thông minh của chiếc Santa Fe máy bản cao cấp này. Thì là nó là màu xanh dương, nhìn rất sang trọng. Rồi em sẽ bật on lên cho anh em xem. Đó, đây ạ. Đây, màn hình cũng đang khởi động lên. Đó, anh em thấy thế nào? Có sang trọng không ạ? Rất là sang trọng đúng không ạ? Với một màu xanh dương này nó có rất nhiều màu khác nhau. Nó sẽ có 4 chế độ lái nhá. Đầu tiên cho anh em đây là chế độ Comfort, là chế độ bình thường. Eco chuyển sang màu xanh lá. Như này nó là chế độ tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Còn chế độ màu đỏ nó chế độ Sport, chế độ thể thao. Mình muốn tăng tốc nhanh thì mình chuyển sang cho em chế độ thể thao nhá. Còn đây là chế độ Smart, là chế độ thông minh. Nó sẽ tự động chuyển mình từ các chế độ Comfort hay là chế độ Eco hay chế độ Sport. Nó sẽ tự động chuyển đổi cho mình. Theo em thì anh em nên để chỗ Smart như này. Màn hình hiển thị đa thông tin này là màn hình táp lô này. Màn hình 7 inch nhá. Nhìn rất to bản và rộng luôn. Và như không, nó có rất nhiều các thông tin mình có thể cài đặt được và setup được. Thì em sẽ giới thiệu một video khác để giới thiệu cho em riêng chỉ toàn bộ các cái màn hình này nó có những tính năng gì. Em sẽ giới thiệu các chi tiết về video khác nhé. Đầu tiên từ trong đây là vòng tua động cơ, chắc anh em nào biết rồi đúng không ạ. Đấy. Còn bên cạnh đằng này là đây là nhiệt, đây là mức nhiên liệu này, nhiệt độ như là mát này. Đấy. Nhưng nhiều người sẽ hỏi thế công tơ mét của mình đâu nhỉ. Công tơ mét nó hiển thị ở trong đây. Đấy, nó bằng màn hình luôn nhé, chứ không phải là bằng các cái thứ khác. Nó bằng cái cơ, phần kia là phần cơ, còn đây là phần điện trên màn hình này luôn. Nhìn rất sang trọng đúng không anh em. Ok, giới thiệu cả anh em về phần vô lăng này, trên là có gì nữa không ạ. Đây, giới thiệu anh em trên vô lăng này thì có lẫy chuyển số trên vô lăng nhá. Đấy. Tại sao nó lại có lẫy chuyển số? Mình có thể di chuyển từ mình đi bình thường, mình sẽ đi chỗ D giúp em,
Nhưng sau rồi mình đi chuyển sang chế độ bình thường, mình có thể gảy số cái như số số sàn ấy. Nó gảy từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 hay số gì đấy. Mình sẽ di chuyển cần số được. Đi số đấy thì nó khỏe hơn. Mình nhìn ví dụ đường dốc chẳng hạn, mình sẽ đi chuyển số như vậy cho em. Đây, giới thiệu anh em về phần cái hệ thống điều chỉnh đèn này thì có cái gì không ạ? Đây, em sẽ cái này nó hơi vướng tí, hơi khó quay. Đây, giới thiệu anh em đây một chữ auto nhá, nó hơi khuất tí này này. Có chữ auto là gì ạ? Nó đèn dẫn đèn tự động này, tự động bật tắt nhá, tự động bật tắt khi vào trời tối hoặc hầm tối. Đó. Đấy, rất là tiện lợi cho anh em khi nó đi vào hầm tối trời tối mình sẽ không phải chủ động mình phải bật lên, mà ở đây nó sẽ tự động, mình để chế độ auto này sẽ tự động bật lên rồi. Ok, giới thiệu sang bên này. Đó chính là gạt mưa. Thì gạt mưa nó sẽ là gạt mưa tự động đấy ạ. Đấy, đây là tốc độ của gạt mưa. Đây em chỉ giới thiệu như vậy thôi, còn những thứ khác thì anh sẽ nghiên cứu phía sau. Giới thiệu cả anh em về màn hình. Màn hình của chiếc xe Santa Fe này, thứ nhất là nó được để lổi ra bên ngoài, nhìn cũng rất là sang trọng. Và màn hình của nó là màn hình 7 inch nhá, màn hình 7 inch rất là to bản, rất là rộng. Nó tích hợp trên đấy đó chính là kết nối AUX, USB, Apple AirPlay, nhưng cái này nó chưa có Auto Android nhá. Bản con này thì cho tất cả Hyundai đều chưa có Auto Android, khá là tiếc. Nhưng mà không sao, cái đấy mình cũng không sử dụng mấy các tính năng đâu như vậy đâu. Ngoài ra màn hình cảm ứng này thì mình có là có định vị rồi này. Có định vị rồi này. Mà có ngoài ra màn hình cảm ứng thì mình có các phím cơ. Phím cơ đây nhá. Phím cơ này khi mình đang lái xe tập trung mình sẽ khó sử dụng trên màn hình cảm ứng thì mình chuyển sang phím cơ này nhá. Các điều chỉnh các nút như này. Thì anh em rồi, đấy. Xe này thì sẽ là có hệ thống loa là 6 loa nhá. Đây, giới thiệu anh em về phần phía dưới này có gì đúng không ạ? Giới thiệu anh em về hệ thống điều hòa là điều hòa tự độc lập hai vùng độc lập nhé, điều hòa tự động hai vùng độc lập nhau. Đấy, giới thiệu này đây là auto này và rất nhiều các nút khác như đặt tắt điều hòa, điều chỉnh tốc độ gió này, có bên là bên cạnh này, này. Đây, có cả sấy vô lăng này, sấy ghế này, đó rất nhiều không ạ, quá nhiều luôn đúng không anh em. Đây giới thiệu anh em về phần phía dưới đây ạ, là có cái gì ạ? Đầu tiên nó chính là cái sạc điện 12V ạ. Biểu tượng này là gì ạ? Sạc thông minh IQ nhé. Sạc cho điện thoại Samsung, iPhone hoặc bất kỳ điện thoại nào đấy. Cao cấp lên nhá thì sẽ sử dụng được. À, ví dụ từ iPhone 8 trở lên mình sẽ được. Đây còn đây giới thiệu anh em là cổng USB này. AUX là thiết bị ngoại vi này. Còn đây là cổng sạc điện thoại đấy ạ. Còn giới thiệu anh em ở phần phía dưới này. Đó chính là để điện thoại đây. Để điện thoại này sẽ tự động sẽ sạc được. Đây giới thiệu anh em về phần cần số. Cần số của một chiếc xe Santa Fe đối với bản máy xăng thì sẽ là hộp số tự động 6 cấp, còn đối với máy dầu thì sẽ là hộp số tự động 8 cấp nhé. Đấy. Cần số sẽ là cần số thẳng. Nếu mà mình di chuyển được, thứ nhất phải đạp chân phanh cho em và bóp bóp cái này, bóp bằng tay này, giống tay em bóp này, bóp vào di chuyển được. Còn không thì sẽ không di chuyển được, cứng luôn đấy ạ. Đây, giới thiệu anh em về phần phía dưới này có gì nữa không ạ? Đó chính là có cái họ Winda rất ưu ái cho anh em, đây là cái cốc để tàn thuốc lá. Đây, giới thiệu anh em tiếp theo nó chính là ba chiếc đơn để chuyển chế độ lái này. Ô, chuyển như nào mình bấm vào đây nhá. Nhưng mà em giới thiệu anh em hình chính em bấm vào nút này đấy ạ. Còn đây là hỗ trợ đầu đổ đèo này. Auto hold là gì? Auto hold là phanh tự động. Khi nào mình sử dụng cái này khi mà anh em mà dừng đèn đỏ chẳng hạn mà mình không muốn đạp phải đạp trên phanh thì mình bấm chữ auto hold được giúp em. Thì tự động nó sẽ phanh lại, còn hủy nó như nào mình chỉ cần đạp chân ga một chút thôi, mớm ga thôi nó đã hủy rồi. Còn đây là bật tắt cảm biến lùi. Tại sao mà chúng ta phải bật tắt cảm biến lùi khi mà đi vào đường đường tắc đường thôi chẳng hạn, xe rất sát nhau thì nói là cảm biến lùi mình sẽ cao kêu tít tít liên tục vậy, chúng ta sẽ phải tắt cái cảm biến lùi này đi nhá. Còn đây là phanh tay, nó là phanh điện. Ok chưa? Đây giới thiệu anh em về phần tựa tay trung tâm này nó rất là to, to bản, rất là to. Rồi em thử đo một gang tay rất là rộng luôn nhé. Ở phía trong này có gì không ạ? Nó cũng không có gì cả, nó chỉ có các ngăn thôi ạ, nó không có ngăn làm mát thì tuyệt vời hơn. Ok, giới thiệu cả anh em về các cái mặt đằng này thì có gì không ạ? Mặt này rất là rộng luôn này, to này và chất liệu da nhá. Đằng này vẫn kiểu da đấy ạ, không phải là hàng nhựa đâu ạ, da xịn luôn đấy ạ, sò rất mềm luôn.
Đây, giới thiệu anh em này, phần này là các cái cửa 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 gió này, viền xung quanh là mạ chrome này, nhìn rất xịn sò luôn. Đây ạ, đây cũng là viền xung quanh mạ chrome này, rất xịn luôn ạ. Ok, giới thiệu anh em về gương chiếu hậu bên trong xe thì có cái gì không ạ? Đầu tiên đầu tư mình nhìn sẽ vào đây là màu xanh. Màu xanh này là biểu tượng cái gì ạ? Nó là bật tắt cái chế độ chống chói tự động trong gương xe. Nhiều lúc cái mình xe mình không muốn cái xe sau mình nó cứ bật đèn pha lên, nó sẽ bị chói mắt của mình đúng không ạ? Thì mình sẽ tắt, mình có bật cái này lên, tự động nó sẽ chống cái chói đấy mắt vào mắt mình nhá. Còn chữ V kép này nó là gì? Nó là la bàn đấy ạ. Nó đang chỉ mình west hướng tây đi nhá, west hướng tây. Nó chỉ la bàn của mình. Nhiều người bảo là cái la bàn nó chả tác dụng gì cả, nhưng mà khi mình ví dụ như là mình đi lạc trong rừng hay đi lạc vào sa mạc mà chúng ta không biết đi hướng nào mà cứ đi loanh quanh luẩn quẩn không thoát ra được thì đó chính là bàn này rất tiện lợi. Giới thiệu cả anh em về phần trần xe, các hệ thống đèn thì có gì không ạ? Thứ nhất đây ạ, đó là có bật, có các chế độ nút bấm này, bật sáng này hoặc bấm sáng các phím đấy ạ, không bấm cơ được chứ như các bản thường nhé. Đằng này thì đó chính là mình sẽ để kính, để tài liệu, để sổ, viết các sổ sách các thứ ạ. Còn đây là mở cửa sổ trời lên nhé, em sẽ mở cửa sổ trời cho anh em xem. Đó chưa ạ? Cửa sổ trời toàn cảnh panorama nhá, rất rộng luôn đấy ạ. Đó, em cho anh em xem rất rộng luôn ạ. Ok, giờ em sẽ ra hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em. Cho anh em về hàng ghế thứ hai của chiếc xe Santa Fe bản cao cấp. Nó có gì ạ? Đập ra mắt vào đầu tiên của mình đó chính là nội thất màu nâu của một chiếc xe nhìn rất sang trọng luôn ạ. Ghế thì là ghế da nhá. Mình sẽ là gặp được 60-40 cho hàng ghế thứ hai này. Và hàng ghế thứ hai này bên cánh cửa là có gì không ạ? Nó có thêm được đó chính là cái tấm chắn nắng đấy ạ. Tấm chắn nắng nhá, mình có thể kéo lên kéo xuống nha. Đó. Đây, phía phía bên cánh cửa thì có gì không ạ? Nó cũng không có gì đâu ạ, nó cũng cơ bản thôi. Đây, giờ em sẽ đi vào bên trong giới thiệu cho anh em. Đây, giới thiệu cả anh em về phía sau này. Cái đầu tiên đó chính là cửa, nó đã có cửa gió hàng ghế thứ hai. Nhìn rất là to và ngồi to như này, tức là mát sẽ rất là nhanh, đúng không ạ? Ở chỗ này thì chắc là để đồ hay để điện thoại đấy ạ. Ở dưới này thì sẽ có thêm được cái hai cổng sạc điện thoại, rất tiện lợi đúng không anh em? Hai cổng điện thoại luôn nhá. Đây, cái cảm nhận của em đầu tiên em ngồi vào, em cao 1m80. Nhưng mà em để rất thoải mái luôn đấy ạ, để chân rất thoải mái luôn nhá. Đấy. Trời hôm nay hơi tối chút nhưng không sao. Đây em sẽ để đo tay cho anh em xem. Mà hàng ghế đầu tiên em đã ngồi rất thoải mái rồi, hàng ghế thứ hai em cũng rất là thoải mái nữa. Được chưa? Đó. Ok, giới thiệu cả anh em về trần xe đằng này nó có cái gì nữa không ạ? Bên hàng ghế thứ hai này đó chính là có đèn trần đấy ạ. Đèn trần bên này nhá, đèn trần bên hàng ghế thứ hai này. Anh em muốn đọc báo các thứ này, chỉ cho mỗi người một cái, rất là thoải mái. Bên đằng này cũng vậy đấy ạ. Đó. Đây, hàng ghế thứ hai đằng này thì có thêm cái để tựa tay được đây. Tựa tay thôi, nó không có cái điều chỉnh điều hòa hay điều chỉnh tốc độ gió cho hàng ghế đời hàng này thì nó sẽ sang trọng hơn, nhưng nó không có nhá. Thôi như vậy em thấy là tuyệt vời lắm rồi ạ. Chợ đấy. Ok, em sẽ giới thiệu anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên. Đây là tổng quan về hàng ghế đầu tiên. Nếu mà ai một người khó tính, đây mà người kỹ tính mà rất thích về các tính năng, các option và sự thiết kế hài hòa một chiếc xe thì có lẽ một chiếc xe Hyundai Santa Fe bản cao cấp này khó lòng có thể là làm ai có thể chê trách được và từ chối được chiếc xe như này, mà lại bảo là chiếc xe mà tiền tỷ này mà không có cái tính năng option gì, nó quá nhiều tính năng luôn mà quá nhiều option luôn nhá. Anh em thấy là tổng quan của chiếc xe như nào ạ? Tuyệt vời không ạ? Rất tuyệt vời luôn ạ. Thế tại sao như này anh em không gọi điện cho em đi ạ? Để được giá tốt nhất, để được chương trình khuyến mại nhiều nhất như nào thì hãy gọi điện cho em nhé. Ok, giờ em sẽ sang về bên động cơ để giới thiệu cho anh em. Đây là giới thiệu anh em về phần động cơ của chiếc Santa Fe bản cao cấp đấy ạ. Thì động cơ của chiếc xe này thì nó là vẫn là động cơ 2.4. Đấy. Thì nó có những cái công suất như nào? Đối với bản này thì đối với bản máy xăng thì công suất cực đại đó là 188 Nm cho 6.000 vòng trên phút.
và mô men xoắn cực đại đó đang là 241 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút nhé. Đấy. Nó là hộp số tự động 8 cấp đối với máy dầu, và máy xăng là hộp số tự động 6 cấp. Em đã nói cho anh em rồi, dung tích bình nhiên liệu đang là 71 lít ạ. Còn đây là chi tiết như nào, đây là nước làm mát này, động cơ này. Đấy. Và đây là cổ hút đã được để lên cao rất là nhiều rồi. Đấy. Aqui nhá, aqui khô nhá, aqui khô rất là to đấy ạ. Ok, giờ em sẽ đi sang về tổng quan và giới thiệu cho anh em về các tính năng option, về tính năng an toàn nhá. Đấy, em sẽ quay cho em về tổng quan luôn. Đây là tổng quan về chiếc Santa Fe bản cao cấp đây ạ. Với kích thước tổng thể nó đang là 4m77 ạ. À, dài 4m77, rộng 1m890 và cao là 1m680 ạ. Chiều dài cơ sở tôi đang là 2m765 nhá. Và khoảng sáng cầm xe là 18,5cm ạ. Đấy. Có tính năng an toàn, cái chiếc xe này thì cũng có tính năng an toàn như nào ạ? Như cảm biến lùi trước và sau em đã giới thiệu anh em rồi. Hỗ trợ đỗ xe, hệ thống phanh chống bỏ cực phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, kiểm soát hỗ trợ kiểm soát thân xe, cân bằng điện tử xe ESC, hỗ trợ khang khởi hành ngang dốc, xuống dốc rất là tuyệt vời anh em. Có chống chói tự động rồi, la bàn này, đó như em giới thiệu rồi, có cảnh báo điểm mù, phương tiện cắt ngang này, rất tuyệt vời đúng không anh em? Rất nhiều tính năng nữa đấy ạ. Và có cả thêm cả khóa thông minh rồi, giới thiệu rồi này. Auto hold là phanh tự động giới thiệu rồi, phanh tay điện tử giới thiệu rồi. Và có cả mã hóa động cơ và chống trộm luôn. Số túi khí thì nó có 6 túi khí nhá. Đó. Và màu xe thì các cái phiên bản này thì đang có những cái màu như nào ạ? Đang có những màu là màu trắng như anh em đang xem đây, màu bạc, màu vàng cát, màu đỏ, màu xanh đại dương và màu đen ạ. Ok, giờ thì em sẽ xin phép em sẽ dừng video ở đây. Các anh em nào có thấy hay thì anh em bấm like, đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ có video khác giới thiệu anh em về toàn bộ dòng xe của Hyundai và các hãng xe khác nữa. Còn anh em mà thấy em còn thiếu những gì thì anh em cứ comment phía dưới để em sẽ sửa đổi video sau. Ok, cảm ơn anh em.